người phụ nữ ở Nghệ An, nói gì về việc bán 100 USD và vàng miếng, bị phạt 100 triệu đồng. Bà Trần Thị Việt cho biết, đã chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng. Số tiền bán 100 USD, 2,3 triệu đồng, và bán 1 cây vàng miếng, 36,8 triệu đồng, đều đã nộp cho cơ quan chức năng. Theo báo Lao Động đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với bà Trần Thị Việt, sinh năm 1964, trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa vì hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau. Trước đó, đội quản lý thị trường số 6, tỉnh Nghệ An và công an thị xã Thái Hòa phát hiện lập biên bản hành vi của bà Việt. Bà Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo. Được biết, quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ, cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Tuy nhiên, theo một nguồn tin từ thành viên tổ công tác, số ngoại tệ mà người dân tự mua bán với nhau trong trường hợp này là 100 USD. Như đã đưa tin, liên quan đến vụ việc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng tiến hành xử phạt với ông Nguyễn Đình Hùng, chồng bà Trần Thị Việt, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Việt. Số tiền 60 triệu đồng vì vi phạm hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vàng miếng. Sáng ngày 9 tháng 12, trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, bà Trần Thị Việt cho biết đã chấp hành nộp phạt 100 triệu đồng. Số tiền bán 100 USD, 2,3 triệu đồng và bán 1 cây vàng miếng, 36,8 triệu đồng đều đã nộp cho cơ quan chức năng. Người mua chúng tôi không quen, hình như họ sống ở gần trụ sở công an thị xã. Tôi nghi bị cải. Hôm đó, có một người đàn ông đến hỏi mua USD để đi xuất khẩu lao động, tôi còn 100 USD. Nên đã bán cho ông ta. Một người đàn ông đến mua một cây vàng miếng, tôi vừa bán xong, thì hai người đứng ở đó. Rồi cơ quan chức năng ập vào bắt luôn. Hoan nhất là chuyện vàng miếng, chúng tôi được có một miếng vàng một lượng. Đó từ trước tồn lại. Sự việc đã vậy thôi, thì chấp nhận nộp phạt, để tiếp tục làm ăn. Ban đầu công an nói phạt cao 400 đến 500 triệu đồng, sau khi xin thì ra phạt mức đó, bà Việt thông tin trên báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Bà Việt cho biết thêm, có 10 người của lực lượng chức năng truy hỏi nguồn gốc 100 USD và vàng miếng. Khi bà Việt nói cho vào tủ lục có USD và vàng miếng nữa, cứ tịch thu luôn, thì cơ quan chức năng sau đó không lục soát, không khám xét về nguồn gốc USD. Bà Việt cho hay, do anh em đi nước ngoài cho vàng miếng thì bán đồ gia dụng, dân đổi hàng sang vàng, và chỉ có một miếng đó. Chúng tôi được làm dịch vụ, nhận tiền 10 số, và được quyền giữ USD trong nhà. Chúng tôi cũng làm ăn lèo kèo thôi. Tôi nộp thuế tháng 2,5 triệu đồng, còn cả công ty thì nộp thuế nhiều hơn. Chúng tôi làm ăn nộp thuế đàng hoàng. Bà Việt khẳng định. Ngoài bà Việt, chị Hồ Thị Thu Hương, chú phường Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, cũng bị phạt 70 triệu đồng. Với hai hành vi, mua bán USD, phạt 40 triệu đồng, và mua bán vàng miếng, phạt 40 triệu đồng. Trước đó cuối năm 2017, vụ anh Nguyễn Cả Rơi, thợ điện, ngụ ở thành phố Cần Thơ, bán 100 USD cho tiệm vàng Thảo Lực ở thành phố Cần Thơ, bị xử phạt 90 triệu đồng, tịch thu số tiền bán USD, cũng gây xôn xao dư luận. Tuy nhiên sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã xem xét miễn tiền phạt hành chính đối với anh Nguyễn Cả Rơi vì số tiền quá lớn, bản thân anh Rơi không có tiền nộp phạt. Nghệ An mua bán 100 USD, một phụ nữ bị phạt 40 triệu đồng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với một phụ nữ tại thị xã Thái Hòa vì hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau. Ngày 8 tháng 12, nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết cơ quan này vừa ban hành quyết định xử phạt số 5.311, phạt hành chính bà Trần Thị Việt, sinh năm 1964, trú xóm 8, xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, về hành vi mua bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau, mức phạt 40 triệu đồng. Hành vi của bà Việt vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối, quy định tại điểm G, khoản 2, điều 24, Nghị định 96/2014 của Chính phủ. Hành vi của bà Việt bị đội quản lý thị trường số 6 tỉnh Nghệ An và công an thị xã Thái Hòa phát hiện, lập biên bản, bà Việt đã thừa nhận hành vi vi phạm, thành khẩn khai báo. Quyết định xử phạt không nêu số lượng ngoại tệ cũng như hình thức xử lý số ngoại tệ vi phạm. Theo một nguồn tin từ thành viên tổ công tác, số ngoại tệ mà người dân tự mua bán với nhau trong trường hợp này là 100 USD.
Trước khi ra quyết định xử phạt, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã căn cứ vào các văn bản cho ý kiến về vụ việc của Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An. Đối diện án tù vì chụp hình với trâu. Một người đàn ông ở tỉnh Chai Nát cách Bangkok khoảng 200 km đối diện án tù sau khi gặp sự cố liên quan đến những bức ảnh mà anh ta chụp chung với con trâu được gọi là trâu cười. Surat Bakate, 34 tuổi, đang bị cảnh sát Thái Lan cáo buộc nhiều tội danh, trong đó có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Cáo buộc xuất phát từ việc Surat đã chụp nhiều tấm hình chung với một con trâu có tên là Thông Kham Vàng Rồng. Hồi tháng 11 năm 2018, một số hình ảnh của Surat bên cạnh con trâu đã gây ngạc nhiên cho người dân ở Thái Lan vì trong bức ảnh con trâu nhe răng cười cùng với Surat, anh là nông dân chăn trâu hộ cho một gia đình. Khi đưa những tấm hình chụp chung với Thông Kham lên trang Facebook cá nhân, Surat than vãn rằng sắp mất bạn, rằng con trâu phải bị bán và nó có thể trở thành thực đơn hấp dẫn cho thực khách nào đó. Surat nói rất muốn giữ con trâu nhưng không có tiền để trả cho chủ của nó. Những bức ảnh đáng yêu của người và động vật cùng với những lời kêu cứu của Surat đã lay động lòng người, đặc biệt là những người yêu động vật ở Thái Lan. Họ đã quyên góp tiền để giúp đỡ Surat giữ lại người bạn thân thiết của mình. Họ nói rằng muốn được nhìn thấy những nụ cười của Thông Kham cùng bạn và việc nhìn những tấm hình dễ thương đó làm họ vui. Kết quả là cả trăm ngàn baht, tương đương hàng chục triệu đồng, đã được quyên góp chỉ trong vài tuần lễ. Số tiền này sau đó đã được Surat đưa đến cho chủ của con trâu. Tuy nhiên, ông này từ chối và nói không có ý định bán trâu, đồng thời nhấn mạnh câu chuyện của Surat là bịa đặt. Ông đến đồn cảnh sát để khai báo và trả lại số tiền. Cảnh sát vào cuộc điều tra và họ cho rằng Surat lợi dụng lòng tốt của người dân để lừa gạt và lấy tiền của họ. Cảnh sát sẽ khởi tố Surat và anh ta có thể đối diện với án tù nhiều năm. Chú trâu nổi tiếng như cồn, nhờ ảnh tự sướng ngọt ngào với chủ. Theo thông tin đăng tải, những hình ảnh dễ thương được chủ nhân của chú trâu, một nông dân Thái Lan đăng tải trên trang cá nhân. Trong tất cả những bức ảnh, dù một mình hay chụp cùng chủ nhân, chú trâu đều khoe vẻ mặt vui vẻ, hạnh phúc, khiến người xem cũng bị lây nhiễm sự ngọt ngào, tươi vui đó. Chủ nhân của chú trâu nổi tiếng cho biết, dù nhiều người đánh giá thấp nghề làm nông, nhưng anh thực sự yêu thích nghề nghiệp của mình. Bởi trong quá trình làm việc, dù có vất vả, nhưng bên cạnh anh là những con vật hết sức hiền lành dễ thương. Đặc biệt trong số những gia súc bên cạnh giúp anh làm việc, có một chú trâu cưng vô cùng hiểu ý người, cũng rất tình cảm, gắn bó với anh. Bình thường, sau những giờ lao động mệt mỏi, anh và trâu cưng sẽ cùng nhau chơi đùa, nghỉ ngơi, thi thoảng sẽ chụp ảnh tự sướng cùng nhau. Có thể vì quá gắn bó, khi chụp ảnh, thần thái bộ dáng tươi cười giữa anh nông dân và trâu cưng có vài phần tương tự nhau. Sau khi những hình ảnh anh nông dân tự sướng cùng trâu cưng được lan truyền trên mạng xã hội, đã nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn. Đa số mọi người đều cho rằng chú trâu này thật hạnh phúc vì có được chủ nhân tốt bụng, yêu thương mình. Kỳ lạ cây gạo, có gần 60 đàn ong mật làm tổ ở Nghệ An. Thời gian gần đây, người dân lấy làm lạ khi cây gạo của gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn, thôn 4 xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An có gần 60 tổ ong mật cùng về trú ngụ, treo chi chít trên những cành cây. Cây gạo này nằm trong vườn nhà bà Trần Thị Hoàn, 60 tuổi, trú tại thôn 4 xã Thành Sơn, huyện Anh Sơn, Nghệ An. Điều đặc biệt, các tổ ong mật mỗi ngày mỗi lớn, cùng lúc các cành cây có thêm nhiều tổ khác. Cây gạo này được trồng từ năm 1979, thân cao đến 40 mét. Cách đây 4 năm, có 3 đàn ong bay về làm tổ, gia đình không đốt lấy mật mà để tự nhiên. Từ đó đến nay, cứ tháng 5 hàng năm, cây gạo lại đón thêm hàng chục đàn ong về trú ngụ. Năm 2017, bà Hoàn đến được có tới 46 đàn ong chọn cây gạo làm tổ đóng mật. Đến nay đã có gần 60 tổ ong trên cây. Tổ lớn nhất có chiều dài tới 1 mét rưỡi, rộng gần 1 mét, tổ nhỏ nhất dài gần nửa mét, rộng 30 cm. Điều khá đặc biệt là dù xung quanh có rất nhiều cây cối, nhưng đàn ong chỉ đến xây nhà trên cây gạo của gia đình bà Hoàn và chung sống rất hòa bình. Cũng theo gia đình, dù mỗi năm có hàng trăm lít mật ong treo trên cây, nhưng họ chưa từng lấy mật hay sữa ong chúa để sử dụng. Biết chuyện về cây gạo kỳ lạ, nhiều người dân hiếu kỳ đã kéo đến xem. Giới buôn mật ong rừng cũng nhiều lần đến gà bà Hoàn bán để lấy mật, sáp ong và sữa ong chúa, song bà nhất quyết từ chối. Thậm chí có người trả giá gần 100 triệu đồng, nhưng cả gia đình
vẫn nhất quyết không đồng ý. Ông Trần Văn Dương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thành Sơn cho biết, cây gạo của bà Hoàn đã có ong mật về trú ngụ hàng năm nay. Do nhà bà nằm trên trục đường chính của xã, nên gây sự chú ý của người qua đường. Tuy nhiên, chưa có trường hợp nào bị ong đốt. Ông Dương nói,